Ngày 26 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một giám đốc bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thu gom khẩu trang bán với giá cao, với nội dung một giám đốc bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thu gom khẩu trang để đưa đi nước ngoài. Giá trị sơ sơ nhiều tỷ, bán với giá cắt cổ luôn. Hèn chi chân mình xếp hàng dài cổ mà không mua được. Ông Phạm Hữu Quốc được cử làm giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp từ năm 2013. Trước đó, ông làm thanh tra viên phòng thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Facebook, kèm theo đó là hình ảnh tờ giấy nộp tiền và giấy ủy nhiệm chi của ngân hàng lên đến vài tỷ đồng, khi tên người thụ hưởng tiền là Phạm Hữu Quốc. Với thông tin này, nhiều người cho rằng người bị tố gom khẩu trang là ông Phạm Hữu Quốc, giám đốc bệnh viện đa khoa Gò Vấp. Trước những tố cáo trên, ông Quốc khẳng định bản thân bị chơi xấu nhằm hạ uy tín. Ông cho biết một người quen đã nhờ đặt mua số lượng lớn khẩu trang để làm từ thiện. Sau nhiều lần được năn nỉ, ông Quốc cho biết bản thân không trực tiếp làm mà nhờ một nhân viên tại bệnh viện làm giúp. Những giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi được tung lên mạng, con số hàng tỷ đồng mang tên tài khoản ông Quốc. Ảnh Facebook, ông Quốc nhấn mạnh, ông giúp vì nghĩ người ta mua làm từ thiện, chứ không phải vì ông buôn bán để lấy lợi nhuận. Về việc nhận tiền vào tài khoản của mình, ông Quốc cho biết người mua chỉ nhờ tài khoản của ông để chuyển tiền mua khẩu trang. Liên quan đến phản ánh về việc giám đốc bệnh viện đa khoa Gò Vấp Phạm Quốc Huy được cho là gom hàng chục triệu khẩu trang bán ra nước ngoài, trao đổi với Chinh.vn, Trí Thức Trẻ chiều 27 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thượng cho biết đã nghe thông tin về vụ này. Ông Thượng cho hay bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp về mặt quản lý nhà nước, sở chỉ giám sát về chuyên môn. Tôi được biết quận đã tiến hành xác minh và nếu bác sĩ này làm sai thì sẽ phải chịu xử lý, ông Thượng chia sẻ. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định chỉ những bệnh viện hoặc cơ sở y tế nằm trong kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của thành phố mới được Sở Y tế cấp phát khẩu trang. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cũng cho biết, lực lượng thanh tra của quận đang làm việc với Giám đốc Bệnh viện đa khoa Gò Vấp Phạm Quốc Huy, sẽ thông tin cho báo chí khi có kết quả chính thức. Hiện quận đã nhận được một số thông tin. Chiều nay, quận sẽ triệu tập bác sĩ Quốc để giải trình, bà Vân cho biết. Cũng theo bà Vân, Ủy ban Nhân dân quận từng nhận được một số phản ánh tiêu cực trong quá trình bác sĩ Quốc công tác tại bệnh viện, nhưng sau xác minh thì mới chỉ nhắc nhở vài lần, chưa có vi phạm phải kỷ luật. Let's block us. Why?